Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho các bạn một cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn dành cho Hyundai Tucson. Thì chương trình ưu đãi này như thế nào? Nhờ các bạn coi phía cuối video clip giùm Khanh. Nhưng mà Khanh sẽ thông báo trước cho các bạn một cái tin cực kỳ hấp dẫn. Đó là chính phủ Việt Nam đã thông qua cái điều đề nghị giảm thuế trước bạ 50% dành cho những chiếc xe có năm sản xuất 2020. Thì như vậy thì Khanh sẽ có hai chương trình cho các bạn là xe năm sản xuất 2020 và xe năm sản xuất 2019. Chi tiết như thế nào lát nữa nhờ các bạn coi phía cuối video clip nha. Thì trước hết Khanh xin phép giới thiệu là chiếc Hyundai Tucson đứng kế bên Khanh đây. Đây là chiếc Hyundai Tucson. Thì Tucson bên Khanh có tổng cộng 4 phiên bản máy dầu. Máy xăng thì chia làm 3 phiên bản, đó là máy xăng turbo, máy xăng 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt. À, tổng cộng 4 phiên bản nha. Rồi trong đó là một máy dầu và 3 phiên bản máy xăng, tùy theo nhu cầu của mỗi khách hàng mà có một cái sự lựa chọn khác nhau. Thì mong rằng video clip mà Khanh đã làm phía trước của chiếc Santa Fe là khách nào nên chọn máy dầu, khách nào nên chọn máy xăng, thì quý vị và các bạn hãy tham khảo video đó để xem thử nhu cầu của mình chọn cái model nào nó phù hợp nha. Thì đầu tiên Hyundai Tucson, những cái phiên bản turbo, phiên bản máy dầu, phiên bản đặc biệt thì nó sẽ trang bị cụm đèn ở trước là full LED. Các bạn đi ban đêm nó rất là sáng và rất là bám đường. Và về cái gọi là độ tiết kiệm điện của bóng đèn này thì cực kỳ tốt nha. Đối với cái xe thì được trang bị là chức năng khởi động nút bấm start stop, gương thì gập điện và chỉnh điện. Nhưng các bạn khi mà lóc cửa lại, cái gương này nó gập lại, còn cái kiến này nó sẽ chưa chạy lên, bởi vì nó chưa có cái chức năng tự động lên kính. Thì khi các bạn mua xe tại chỗ Khanh, chương trình khuyến mãi Khanh sẽ tặng cho các bạn cái trang bị này. Khi các bạn bấm lóc cửa lại, gương xếp lại là các bạn ngồi quán cà phê, các bạn chỉ cần nhìn cái gương xếp lại là các bạn biết chắc chắn 100% chiếc xe đã lóc cửa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà kiến chưa chạy lên, thì các bạn mua xe tại chỗ Khanh, kiến sẽ được chạy lên và chạy lên tất cả 4 cánh kiến. Thì như vậy câu chuyện của chúng ta là khi vào trời mưa, các bạn sẽ không bao giờ sợ bị quên kiến chưa chạy lên, và các bạn sẽ không bao giờ lo lắng cái việc mà chúng ta để đồ, để túi, để tiền trên xe mà chúng ta bị mất, bỏ vào, có thể đưa tay vào nếu chúng ta bị quên, đúng không ạ? Xe thì có màu trắng, màu bạc, màu vàng. Màu vàng thì có hai màu, màu đỏ, màu đen. Đối với tiêu hao nhiên liệu thì máy dầu và máy xăng có một mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Thì nó sẽ dao động từ, nếu các bạn đi đường trường thì khoảng 6 lít, còn các bạn đi đường thành phố thì nó khoảng 9 lít, trong khoảng đó. Còn chi phí sử dụng xe, đối với cái chi phí sử dụng xe của phiên bản máy dầu và phiên bản máy xăng, nếu một năm các bạn đi xung quanh 10.000 cây thì nó sẽ tiêu tốn của quý vị và các bạn chi phí một tháng rơi vào khoảng 2,5 triệu. 2,5 triệu này bao gồm có phí giữ xe, bảo hiểm vật chất, phí bảo dưỡng. Nếu các bạn đi một năm rơi vào khoảng 20.000 cây thì các bạn sẽ đội cái chi phí lên chút xíu. Cái chi phí này thật ra là nó chỉ có tiền xăng thôi các bạn. Còn cái chi phí bảo dưỡng thì nó là rất là thấp, không có vấn đề gì đâu. Tiền xăng, tiền đậu xe hàng tháng, tiền bảo hiểm. Thì nếu các bạn đi 20.000 cây một năm, chia ra trung bình một tháng các bạn đi khoảng 1.500 cây, thì chi phí một tháng các bạn rơi vào khoảng 4 triệu. Còn nếu các bạn đi một năm khoảng 30.000 cây thì nó sẽ lên khoảng 4,5 triệu đến 5 triệu trong khoảng đó, tùy theo địa phương. Có nghĩa là các bạn đi đường thành phố nhiều, hay là các bạn đi đường vừa, đường hỗn hợp, đường thành phố và đường trường, hoặc là các bạn chỉ xài đường trường hay không, tùy theo địa phương nha. Cái đó là chi phí sử dụng, gọi là nuôi một chiếc xe ô tô. Đối với Hyundai Tucson thì có trang bị cho các bạn chiếc cốp điện. Đây là cái chiếc cốp điện, và chiếc cốp điện này sẽ điều chỉnh được độ cao tùy thuộc vào độ cao của từng chủ xe, và có chức năng chống kẹt. Có nghĩa là khi mà các bạn bấm xuống, nó gặp vật cản, bấm cái cốp điện xuống, nó gặp vật cản thì nó sẽ tự động nó chạy lên, các bạn sẽ không bị vướng, bị kẹt. Ngoài ra đối với Hyundai Tucson còn có trang bị là chức năng tự động mở cốp khi các bạn cầm chiếc chìa khóa ở phía sau trong vòng 3 giây. Thì các bạn đi siêu thị mà các bạn cầm hai túi đồ, hoặc là các bạn đang bưng một vật gì đó to và to mà các bạn dùng hết hai tay thì không thể nào mà chúng ta phải móc cái chiếc chìa khóa ra, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần đứng ở phía sau xe thì chúng ta chỉ việc bỏ lên thôi. Đối với Hyundai Tucson có một chiếc cốp nó rất là rộng. Chiếc cốp này thì có thể để được rất là nhiều vali. Một cái ưu điểm nữa của Hyundai Tucson đó là cái hàng ghế sau.
cái hàng ghế sau của Hyundai Tucson á là các bạn có thể ngã sâu hơn so với những đối thủ khác. Khanh ví dụ trong đối thủ của Hyundai Tucson thì nó sẽ có CS5, cái hàng ghế, cái lưng ghế của Hyundai Tucson nó ngã sâu hơn, các bạn có thể tham khảo. Chúng ta ngồi nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Đây, đây Khanh ngồi ngã dựa ra, các bạn thấy không ạ? Ngã dựa ra nè, cả hai bên. Ngồi cái lưng ghế chúng ta rất là thoải mái. Rồi về cửa gió hàng ghế sau, từng vị trí người ngồi thì có sẵn cho các bạn. Cái xe này thì còn được trang bị thêm cái cửa sổ trời toàn cảnh. Các bạn có thể xem cái cửa sổ trời toàn cảnh nó kéo từ trước ra sau. Từ trước ra sau thì chúng ta đi những cái buổi chiều tối mà trời mát, chúng ta kéo cái cửa sổ trời ra thì cái phần trên nó rất là thoáng. Đối với hàng ghế của Hyundai Tucson thì được trang bị là ghế da, và ghế tài xế thì chúng ta sẽ có ghế là ghế chỉnh điện. Và chỉnh điện thì sẽ có thêm một chức năng nữa, đó là chức năng phòng lưng. Ngoài cái việc mà chỉnh các hướng ghế, phòng lưng ghế, thì chúng ta đi đường trường á, anh em mình thường hay bị mỏi lưng thì sẽ kê một cái gối, thì giờ không cần kê gối nữa, chức năng phòng lưng này sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Còn về cái phần tay nắm của ghế tài xế thì các nút chỉnh về gương, và hồi nãy Khanh có chia sẻ là chức năng tự động gập gương. Đây là chức năng tự động gập gương. Khi đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại thì gương nó sẽ tự động xếp lại, giúp cho các bạn nhìn vào gương là biết chiếc xe đã được lóc cửa 100%. Về những cái trang bị an toàn thì Hyundai Tucson sẽ có cho các bạn là cân bằng điện tử nè, khởi hành ngang dốc nè, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, ABS, hỗ trợ xuống dốc, vân vân. Rất là nhiều chức năng về những cái an toàn cần thiết đối với điều kiện đường. Về chức năng khởi hành ngang dốc thì Khanh rất là thích chức năng này. Nếu mà anh chị và bản thân Khanh và anh chị Khanh nghĩ là cũng có nhu cầu giống nhau, tức là chúng ta lái một chiếc xe mà đi đường kẹt xe thì khi mà chúng ta đạp thắng ngay giữa dốc cầu và chúng ta giở chân lên thì không ai muốn chiếc xe bị trôi ngược ra sau, thì cái chức năng khởi hành ngang dốc sẽ giúp cho anh chị mới lái, chưa quen xe, sẽ lái xe tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Anh chị nào mà thi bằng lái mà có chức năng này thì Khanh dĩ nhiên là chắc chắn là anh em nào cũng đậu hết. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái cụm vô lăng của chiếc Hyundai Tucson. Thì trên cụm vô lăng sẽ có cho các bạn chức năng là ga tự động cruise control. Đây là chức năng ga tự động cruise control. Rồi một cái hệ thống đèn tự động. Đây là hệ thống đèn tự động nha, sẽ giúp cho các bạn là khi vào tối tự động nó bật lên, khi vào sáng thì tự động nó tắt. Chúng ta sẽ vào hầm, vào chỗ đậu xe thì chúng ta sẽ đỡ mất công hơn rất là nhiều. Nhất là đi vào hầm Thủ Thiêm thì các bạn quên bật đèn thì phải tốn chi phí hơi cao đó. Còn xe thì về cụm đồng hồ thì sẽ có các chế độ lái Drive Mode, là 3 chế độ lái cho các bạn: Comfort, Eco và Sport. Nó sẽ thể hiện trên màn hình đây. Về cụm máy lạnh thì máy lạnh sẽ là máy lạnh điều hòa tự động và hai vùng, mỗi bên là một nhiệt độ khác nhau. Đây Khanh đặt hai nhiệt độ khác nhau để giúp cho cái sự tiện nghi cho hai người ngồi trước. Về xe thì có trang bị chức năng sạc EQ không dây, dành cho những cái điện thoại iPhone và Samsung, hoặc là những cái điện thoại smartphone mới bây giờ. Còn về hộp số, đây là phần hộp số của xe. Có các chế độ để chúng ta đi leo dốc. Đây là chức năng phanh tay điện tử và auto hold. Thì chức năng này rất là hay, giúp cho các bạn phanh tay điện tử thì sẽ giúp cho các bạn không phải nhớ cái phanh tay của chúng ta có hạ xuống chưa. Chúng ta chỉ cần đeo dây đai an toàn, kéo cần số về P và đạp ga là chạy, tự động phanh tay điện tử hạ xuống luôn. Các bạn không cần phải là hạ phanh tay trước, cái này cực kỳ tiện nha. Còn khi mà các bạn đậu rồi mà các bạn kéo cần số về P, các bạn dở dây đai an toàn ra, tự động phanh tay điện tử kéo lên luôn cho các bạn. Chúng ta không cần, gần như cái phanh tay điện tử là chúng ta không cần phải tác động luôn. Còn chức năng auto hold sẽ giúp cho các bạn là đậu đèn đỏ, thay vì chúng ta sẽ đậu đèn đỏ, chúng ta đá từ chữ D lên chữ N để cho chiếc xe của các bạn không bị trôi ra trước,
thì chức năng auto hold này cần số chúng ta vẫn giữ ở chữ D. Vẫn giữ ở chữ D luôn, và nó sẽ giữ cho chiếc xe của chúng ta không bị trôi ra trước. Và khi đạp, điều kiện hoạt động của nó là chỉ cần đạp phanh, xe đứng hẳn về km số 0 là nó sẽ dừng lại. Còn khi mà đèn xanh thì các bạn chỉ cần đệm ga và chạy thôi, tự động nó nhả phanh tay điện tử ra. Cực kỳ tiện luôn, hai chức năng này là đi đường Hồ Chí Minh là rất là hay, rất là hữu ích. Còn cái chức năng hỗ trợ xuống dốc thì Khanh nghĩ là hiện tại ở Việt Nam mình không cần, tại vì cái chức năng này nếu mà các bạn xuống một cái dốc nó phải tầm 40 độ thì nó mới hiệu quả. Còn nếu mà đi đường Đà Lạt thì cũng không cần nó. Rồi, chiếc xe có trang bị cho các bạn một chiếc gương hậu tự động chống chói trong xe, sẽ giúp cho các bạn lái xe nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Khi mà ban đêm bị một cái ánh đèn nó rọi vào trong xe thì nó sẽ tự động tối cái gương hậu lại, các bạn sẽ không bị chói mắt. Rồi, một cái màn hình trung tâm, và Khanh rất là thích cái màn hình này. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết nha. Rồi, nhà sản xuất thì sẽ trang bị sẵn cho các bạn một cái bản đồ có chức năng dẫn đường. Dẫn đường ngoài ra và có chức năng thêm cảnh báo tốc độ cho các bạn nè. Rất là hiểu thị trường Việt Nam cần cái gì. Cảnh báo tốc độ sẽ giúp cho các bạn là đi vào những cái đoạn đường mà chúng ta không biết là đường này cho bao nhiêu thì ở đây nó báo luôn cho các bạn. Thì cái bản đồ này nó sẽ chính xác khoảng 95%. Chính xác khoảng 95% nha, các bạn phải cập nhật khoảng 1 năm khoảng 2 đến 3 lần á. Rồi, một cái hay nữa mà Khanh muốn giới thiệu cho các bạn đó là chức năng Android Auto và Apple CarPlay. Rồi, Android Auto và Apple CarPlay thì nếu mà các bạn xài hệ điều hành iPhone á, hệ điều hành iPhone thì nó sẽ là Apple CarPlay, còn nếu mà các bạn xài hệ điều hành Android thì nó là Android Auto. Thì đầu tiên Khanh muốn giới thiệu cái hay trong cái hai cái chức năng này, đó là cái bản đồ Google Maps. Thì cái bản đồ Google Maps này sẽ giúp cho các bạn là ra lệnh bằng giọng nói cái điểm đến, một cái địa chỉ hoặc là một cái điểm đến, thì Khanh sẽ test thử cho các bạn nha. Đầu tiên, Hyundai Long An. Nó không phải thì ở mức độ xe của mình như vậy thì đây các bạn bấm và bấm, chỉ cần bấm đi thôi. Cảm biến nhiệt độ là nếu các bạn đọc địa chỉ thì nó cũng nhận ra luôn. Đây. Bạn có thể là đọc tên địa phương, tên một cái địa chỉ nào đó. Khanh ví dụ số 200 Trần Hưng Đạo, quận 1. Đây. Đó là cái cách mà của bản đồ Google Maps làm việc. Ngoài ra trên bản đồ Google Maps này sẽ còn cho các bạn thêm thông tin là đường có kẹt xe hay không kẹt xe, biết được là thời gian đến gần như chính xác. Khanh ví dụ chợ Bến Thành. Thì sẽ cho các bạn biết được là thời gian đến là mất bao lâu nè. Rồi số km các bạn đi nè, và đường có kẹt xe không kẹt xe. Với cái màu xanh này là đường không kẹt. Và những cái trên vạch nhỏ màu cam, màu vàng là thể hiện những cái đoạn này nó có kẹt xe chút xíu. Rất là hay. Một cái nữa tăng thêm mức độ giải trí là các bạn có thể xài cái YouTube là xài cái dữ liệu online thì các bạn sẽ tốn dữ liệu 3G hơi nhiều nha. Các bạn sẽ tốn dữ liệu 3G rồi thì các bạn có thể là tìm nhạc và ra lệnh bằng giọng nói luôn như cái kia. Đây, các bạn thấy không? Rồi, rất là hay, rất là nhiều chức năng. Cầm giùm anh. Rồi, ngoài ra trên cái bản đồ này thì trên cái màn hình này thì Khanh cũng muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái chiếc camera gear mà hồi nãy Khanh nói phía sau. Camera gear, cảm biến gear thì có sẵn trên xe.
và nó sẽ xoay theo góc lái. Đây là các bạn đánh lái qua trái nó xoay qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó xoay qua phải. Các bạn thấy nó sẽ mang lại sự tiện dụng hơn rất là nhiều cho quý vị và các bạn khi mà các bạn sử dụng một chiếc xe 799, 878 triệu, 940 triệu và 932 triệu. Đây là 4 giá của phiên bản Tucson. Thì cái khuyến mãi thì nó sẽ dao động từ 30 triệu cho tới 80 triệu tùy theo xe 2019 hay xe 2020. Rồi, chi tiết nhờ các bạn gọi điện cho Khanh theo số điện thoại 0996 773366 thì Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể. Đối với cái xe 2019 hôm nay, nếu các bạn mua vay chuẩn bị trước giùm Khanh 200 triệu là có thể đem chiếc xe này về rồi. 200 triệu này bao gồm tất cả những phí và thuế để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được hỗ trợ vay vốn qua ngân hàng, mỗi tháng các bạn trả theo dư nợ còn lại với số tiền giảm dần là 17 triệu. Giảm dần, giảm dần, giảm dần. Chi tiết như thế nào thì nhờ các bạn hãy chia sẻ với Khanh. Còn về hồ sơ chuẩn bị, các bạn chuẩn bị dùng Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Những anh chị có một nguồn thu tốt, không có khả năng chứng minh thu nhập thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho anh chị để mua xe này. Những anh chị đã vay rồi, muốn vay thêm nữa để mua chiếc xe này về, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ. Rồi, vấn đề nợ nhóm thì các anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Bây giờ tất cả tổ chức tài chính đều từ chối nợ nhóm hết. Và nợ nhóm có nghĩa là trong lịch sử chúng ta đã vay mà chúng ta quên trả, gọi là nợ nhóm. Quý anh chị lưu ý nha. Còn những hồ sơ của bên Khanh hỗ trợ cho anh chị có những cái cam kết đầu tiên, đó là không mua bảo hiểm nhân thọ, không mua bảo hiểm khoản vay. Đây là những cái cam kết. Tuy hai bảo hiểm này đang tất cả các ngân hàng đang bắt buộc và nó cũng tốt, thật ra nó cũng tốt thôi, nhưng có những anh chị thích, có những anh chị không thích thì bên Khanh hoàn toàn không ép anh chị về cái phần đó. Còn về màu sắc thì cái xe này bán bằng giá nhau tất cả các màu. Tuy nhiên chương trình khuyến mãi thì cũng đã kéo dài được một thời gian rồi, thì cái lượng xe của Khanh bán còn lại nó cũng tương đối ít, thì mong rằng chương trình này sẽ mang lại cái xe này nhanh hơn. Và xe năm 2020 thì cũng có một cái chương trình ưu đãi thuế trước bạ là 50% của chính phủ rồi, thì mong rằng quý vị và các bạn hãy nhanh tay lấy xe trong đợt này, tại vì nếu chúng ta trễ hơn thì cái lượng xe nó sẽ ít, còn rất là ít, và cái khuyến mại nó sẽ không còn nhiều giống như thời điểm bây giờ. Đây là những cái chia sẻ của Khanh với anh chị. Rồi, mong rằng chương trình này sẽ hữu ích cho anh chị để tham khảo chuẩn bị mua xe. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video trong suốt thời gian qua. Nếu anh chị cảm thấy yêu thích, nhờ anh chị nhấn nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Dạ xin cảm ơn và xin chào ạ.